Hello xin chào. À, hôm nay mùng 5 kể chuyện đầu năm chơi. <laughs> Thì hồi trước Tết có làm một cái dự án thu âm giọng đọc trẻ em và người lớn cho cái cái app học ngôn ngữ ở trên điện thoại Android. Thì nó cũng có rất là nhiều cái cảm xúc ở trong cái dự án đó. Thì sẵn hôm nay đầu năm không có gì làm ngồi tám chơi. À, chia sẻ à, cái cảm xúc à, cũng như cái kinh nghiệm mà làm trong cái dự án đó thì hồi đầu đăng ký làm cái dự án đó là họ yêu cầu à, giọng đọc của trẻ em từ 3 đến 15 tuổi à, thành thử mình cũng không có nghĩ là mình làm được cái dự án này à, ban đầu mình cũng chưa có nghĩ ra là mình sẽ làm như thế nào thì đơn giản là chỉ thấy nó hay hay rồi có một đứa học trò nó có đứa em hỏi nó là có trẻ em trong độ tuổi đó hay không rồi nó kêu có cái mình kêu qua làm thưởng đứa chơi vậy đó cái sau khi làm xong làm xong thì ổng uh, hỏi là mình có thể uh, tập hợp uh, nhiều trẻ em khác để mà mình có thể làm tiếp nếu mình muốn uh, xong cái mình mới thấy rằng trước nhà mình có hai đứa cũng học phổ thông cái mình mới qua mình mình nhờ mình hỏi là có cái dự án dạy dạy đó rồi uh, muốn nhờ mấy em này thu chừng khoảng 15 phút thôi và có trả phí đàng hoàng đó, thì họ có nói là ôi phí phụng gì hàng xóm giúp nhau thôi chứ có gì đâu mà phải trả tiền bạc thì mình cũng bảo là không cái này là dự án nó làm nó có tiền còn cái nào nhờ thì nhờ còn cái này có tiền cũng như là cộng tác à, làm có tiền có 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 hỗ trợ thù lao đàng hoàng xong cái họ hứa hẹn kêu là chiều lúc đó mình qua là cũng cỡ à, bốn mấy năm giờ chiều á thì họ hẹn là khoảng bảy giờ con họ đi học về rồi họ sẽ cho qua à, giúp xong rồi mình cũng hấn hở mình đi về mình trả lời với ổng là tối nay mình đăng ký hai suất nó xong cái à, à, hồi cái chờ tới bảy giờ bảy giờ mười lăm mình không thấy cái mình mới đi qua mình mình sợ người ta quên mình dặn hơi lâu với hai nữa họ đâu có nhớ cái mình qua mình hỏi lại thì họ nói là khoảng tám giờ nó qua thế là mình chắc cứu bẩm mình yên tâm rồi mình về nhà mình ngồi mình chờ tiếp lúc mà bảy là, là giờ mấy mình qua thì họ cũng nói như kiểu là liệu không biết là con họ có làm được hay không tại vì nó cũng không có giỏi văn gì mà bảo đọc này kia thì họ sợ là đọc cái gì đó cao siêu quá họ không không chắc là con họ có cái khiếu đó thì mình có giải thích mình nói là cái này không có cái gì quan trọng cả đọc bình thường đọc tào lao thôi nói chung là những cái từ ngữ ngẫu nhiên trên màn hình đứa nào cũng có thể đọc được kể cả không biết chữ vẫn đọc được thì không biết chữ thì mình sẽ đọc trước cho nó đọc theo mình thôi nói nói theo vậy đó nói chung là không có nguy hại gì cả nó nó giống như là ngồi chơi một cái gì đó 15 phút thôi hà chứ cũng rất là nhẹ nhàng không có gì phức tạp và biết là làm được thì mới kêu chứ nếu mà vượt quá khả năng thì đâu dám nhờ chỉ là đơn giản là chỉ cần dành cho 15 phút thôi và đảm bảo là sẽ làm được đó thì họ bảo ừ, như vậy thì thì được chứ còn nếu mà bảo đọc mà họ tưởng đâu tưởng đâu là phải đọc như dạng phát phát thanh viên kiểu đó đó kiểu đó ai dám kêu tôi còn chưa đọc được mà <laughs> xong hồi cái tôi đi về cái họ nói ừ vậy thì để lát 8 giờ họ cho qua 8 giờ mình về nhà mình đứng ngồi không yên gần trời thì gần tối càng ngày gần tối mà chưa có giao xong mà hẹn người ta từ chiều tới giờ cũng cũng nóng ruột xong hồi 8 giờ mấy nó qua nó qua mình tưởng đâu nó nó qua nó làm thì nó qua nó hồi lại nó nói là À, nó bận học nó không qua được không 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 giúp được bởi vì bận học bài thì nó nói vậy thôi chứ làm gì giờ thì mình chỉ nói ừ vậy thôi cảm ơn con thôi nhưng mà trong lòng cũng thúi ruột luôn giờ này lấy đâu ra hai đứa lắp vô nửa đêm rồi kiếm đâu ra hai đứa trẻ lắp vô hai cái giọng đó cuối cùng loay hoay về tìm cách liên hệ người này người kia rồi, mãi sau cũng có người quen người ta đưa cho một đứa qua lấp đỡ vô mặc dù hứa là giao hai đứa mà giao có một đứa thôi cũng thấy là đã không có giữ được cái uy tín của mình là lần đầu tiên mình bị 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 làm chặt cái 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 uy tín của mình mà rất là khó chịu mình cái gì mình nắm chắc trong tay mình mới nói còn mình không chắc rồi là mình không có nói là mình không cứ hứa bừa vậy á mà cuối cùng đưa mình vô cái thế vậy phải chịu thế chứ sao bây giờ giờ nửa đêm là kiếm ra trẻ con người lớn đi giờ đó còn không ai dám đi nữa xong cái gửi qua thì mình cũng không có nói gì là chuyện hai hay một mình cứ gửi đại một cái gì đó mình mình cũng bơ cái, cái vụ còn lại một đứa đi xong để ngày mai ban ngày mình tính tiếp để xong hồi cái từ từ mình cũng lắp vô thêm được vài đứa xong cái hỏi tiếp làm tiếp ông kêu làm tiếp làm tiếp gì đó xong mình cũng hơi lo mình nói là bây giờ làm cái này á nếu như tự tôi làm thì tôi có thể tôi bỏ công ra tôi làm trước được còn vấn đề là tôi mướn người ta tôi nhờ con người ta tới thì tôi phải trả tiền cho họ mà giờ tôi trả cho họ rồi tôi không biết ông có trả cho tôi hay không thì cái chuyện đó là tự nhiên cái rủi ro về mình mà rõ ràng mình làm thì mình không có cái gì hết mình mình chỉ là đứng trung gian mình giới thiệu thôi mà mình bị mất phí trước thì mình không có cái gì đảm bảo thì mình có yêu cầu ông là ký quỹ chừng năm ba đứa một lần vậy đó khi mình làm tới đâu sau ông giải ngân tới đó à, rồi, ông nói là làm cái này không có ký quỹ được mà ông phải kiểm tra xem là làm đúng hay không rồi làm đủ hay không thì ông mới thanh toán rồi ông nói là làm giữa chúng ta cần phải có cái niềm tin với nhau chứ như vậy thì rất khó là làm việc mình không tin ổng mà ổng cũng không tin mình trong khi ổng đứng ra ông cam đoan là ổng là người đáng tin cậy thì bản thân mình cũng là người đáng tin cậy vậy nhưng mà vấn đề là chưa làm ăn bao giờ thì thì làm sao dám thì mình có vô mình coi cái hồ sơ của ổng á thì đó giờ ổng chưa có thuê ai hơn 100 đô. Mỗi người làm chừng có 5 đô, 10 đô, nói chung là 5 đô, 10 đô rất là nhiều. Và chưa có ai làm cái số tiền vượt qua mấy chục đô bự gã. Mà giờ mình làm cái này á thì thì nó cái số tiền nó sẽ lên tới hàng trăm, hàng nghìn. Mà làm sao mình dám bỏ liều mạng vậy? Xong cái mình cũng lưỡng lự một thời gian, sau đó cái mình quyết định mình nói uh, thôi, phải chơi quả liều thôi. Bây giờ uh, một là cơ hội, hai là uh, tai họa. <laughs> mình xác định mình nói là cùng lắm mình uh, mình lỗ coi như mình bỏ ra 10 triệu một ngày đó đó. Ví dụ như một ngày đó mình mình sẵn sàng mình bỏ ra 10 triệu mình lỗ một ngày công đó đi và mình sẽ coi như mình mình cúng dường cái cái 10 triệu đó coi như cái của đi theo người mình mình xác định vậy đó là coi như xác định mình thúi 10 triệu luôn á cái ban đầu mình mới yêu cầu ổng là vậy thì tôi sẽ đề nghị là ổng sẽ thanh toán theo ngày tôi sẽ ứng ra một ngày làm trước và sau ngày đó ổng lên ổng sẽ kiểm tra ngày hôm trước và ổng sẽ thanh toán cái ngày đó thì tôi sẽ tiếp tục làm cái ngày hôm sau và làm gối đầu như vậy đó thì bắt đầu phương án đó thì ổng chịu thì hồi đầu tôi có nói là đối với kiếm cái lượng học sinh như vậy á, độ tuổi như vậy, á, tôi có bao la mấy trăm người tôi cũng đáp ứng được, là vì nhà tôi có rất là nhiều người làm giáo viên dạy trong mấy cái trường tiểu học á, tiểu học với lại trung học cơ sở hết thì nằm trong cái độ tuổi đó rồi, thì tôi chỉ cần tôi chạy về quê một buổi thôi là tôi cũng làm được khá nhiều, thì nhưng mà vấn đề là giờ tôi chạy về quê thì tôi không chắc được là cái công sức tôi bỏ ra nó có À, được bù đắp hay không. Còn giờ nếu mà tôi mướn người ta thì tôi chỉ trả cái phần công của người ta thôi, còn tôi không bị mất công, tôi không phải đi, thì cái chi phí nó sẽ giảm. Còn này tôi đi nữa thì nó phải gác bỏ những cái công việc ở đây rồi công việc tôi đi này nọ nữa, thì nó lại cái tổn thất nó cao hơn nữa, cho nên tôi chưa chắc là tôi chưa đi. Tôi nói là nếu mà ông ký quỹ luôn một ngàn á, khoảng vài trăm đô gì đó để tôi chạy về thì tôi, tôi 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 dám chạy về quê tôi làm liền á. Còn ở Sài Gòn thì kiếm người nó cũng hơi khó cái à, xong hồi cái à, ông không ông không chịu cái phương án đó ông muốn là mình phải làm đã rồi rồi mà ông mới trả tiền thì mình mới thì mình lại không dám mình không dám mạo hiểm nhiều thì cho nên mình mới đánh lẻ ở sài gòn mình mới huy động à, những mối quan hệ anh chị em em út của mấy đứa vòng vòng học trò nè thế là nó à, rủ nhau triệu tập dắt đến nhà tôi bữa thứ à, bữa thứ sáu bữa đó thu vòng vòng đâu cũng được mười mấy đứa À, thay vì chiều thứ sáu là ông lên ông kiểm tra thay vì đúng như thỏa thuận là ông sẽ thanh toán bởi vì ông cũng có nói là nếu như trong tuần thì ông sẽ thanh toán trong ngày trừ cuối tuần thì phải đợi qua thứ hai tại vì thứ bảy chủ nhật ông không có lên cho nên là ông sẽ thanh toán của cái ngày thứ bảy và chủ nhật vào ngày thứ hai thì tự nhiên thứ sáu ông lên thì ông lại đặt một cái nghi vấn ông mới hỏi là hãy nói cho ông biết nếu như mình có dùng một giọng để mà đọc nhiều lần lúc đó tự nhiên cái ba à, giờ sáng thứ bảy ngủ sao tự nhiên tỉnh giấc cầm điện thoại lên lướt lướt thấy có tin nhắn mở cái mail ra coi thì thấy ông nghi ngờ vậy đó cái tự nhiên ngồi cũng nhắn mấy câu trên, trên điện thoại xong rồi cũng định là sáng ngày mai mới nói chuyện cũng nhắn sơ sơ là khẳng định là không có cái chuyện đó ở đây là mỗi người một giọng làm đúng như yêu cầu không hề có cái chuyện một người dùng hai giọng ở đây không có chuyện giả giọng ở đây xong hồi tính ngủ tiếp mà ngủ không được bức xúc quá ngủ không được bực quá vụt dậy làm viết mail 3 giờ mấy sáng ngồi viết hai trang a 4 nói rồi nhà tôi thì bữa đó là có đông người ở đây nè cũng may mà có gắn camera tôi mới trích xuất camera tôi chụp hình tất cả những cái thời gian mà những người đến đây nè tôi ghép vô tôi làm cho một nùi gì đó cái tôi nói nè ông nhìn đi nhà hôm ngày hôm qua họ đến họ thu ngập tràn ở nhà tôi như vậy mà ông nói tôi đâu có phải thiếu người tôi không không có là tôi không nhận chứ tôi không có cái chuyện tôi dùng một người tôi không có người tôi tự bịa ra tôi đọc nhiều giọng cho ông được chứ ông phải hiểu rằng ở đây nó là trẻ con một đứa trẻ con bình thường nó không phải là diễn viên mà có thể đọc được nhiều kiểu tiếng nếu như ông bảo nó đọc chừng hai câu hai ba câu nhại nhiều kiểu tiếng thì điều đó có thể còn ở đây là 160 câu thì làm sao một đứa trẻ bình thường có thể nhại được 160 câu với một cái giọng khác cho nên ông làm ơn ông hãy xem uh, xem cho kỹ để ông hiểu rằng chúng tôi đã làm việc như thế nào và ông đừng làm tổn thương chúng tôi với vài đồng bạc đó chúng tôi không có uh, đáng để mà đánh đổi cái 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 cái, cái, cái lòng tin của tôi để mà, mà lấy được cái vài đồng bạc đó của ông đâu cho nên đó là uh, tôi sau sau sẵn đó tôi mới kể ra tôi nói là tôi còn có rất nhiều kế hoạch để mà có được cái lượng người rất là đông mà chỉ chỉ vì ổng không có cái một cái sự đảm bảo thanh toán cho nên tôi chưa có huy động hết khả năng của tôi cho nên tôi chỉ là tạm thời trong cái mối quan hệ gần thôi còn nếu mà có cái sự chắc chắn tôi biết chắc là cái việc thương vụ làm ăn này mà uy tín thì tôi sẽ đánh rộng hơn và cái lượng người nó sẽ nhiều hơn nữa bởi vì tôi có kế hoạch tôi, tôi chỉ ra kế hoạch của tôi là gì tôi làm gì tôi có bao nhiêu người làm giáo viên trong các trường rồi tôi có mối quan hệ như thế nào với bên tổ dân phố tôi chỉ cần phát động trong dân phố tôi thôi là tất cả những người, người trong dân phố của tôi à, họ có con trong độ tuổi đó thì sẽ dễ dàng cộng tác chứ không khó khăn gì cả à, có thể là họ không biết tôi là ai họ không dám cho con họ tiếp xúc với tôi nhưng mà nếu mà tôi liên kết với tổ dân phố thì điều đó không có khó không lẽ người ta không biết ông dân phố là ông ông tổ trưởng đó còn cái nữa khi mà liên kết như vậy thì số tiền nó sẽ phải chia nhỏ ra nữa nếu làm trực tiếp thì anh được giá cao còn anh làm qua nhiều trung gian thì cần phải chia nhỏ số tiền ra một cái số tiền ít ỏi của ông đó phải chia làm ba ra thì ông nhìn đi có phải đâu có có đáng gì cái số đồng tiền đó chẳng qua là cái công việc này nó nó lạ là một cái thứ hai là thấy nó cũng hay hay vui vui À, tạo cho được cái một bọn trẻ nó có một cái cái cảm giác uh, trải nghiệm thôi, đó là cái quan trọng mà người ta hướng tới chứ không phải vì dài đồng bạc lẻ phải không? Người ta thích làm cái job này là bởi vì nó được cho con họ được trải nghiệm. À, lần đầu tiên được nói chuyện qua micro, rồi hiểu được cảm giác giọng của mình nó đi lên Google, rồi giọng của mình đi qua tới Mỹ vân vân. Đó vậy đó thì tự nhiên họ họ nó nó hứng khởi nên nó nó làm nó cảm thấy cuộc đời nó nó có thêm một cái ý nghĩa khác hơn ngày xưa đến giờ nó không nghĩ là nó nó có thể nó làm được một cái chuyện nhỏ mà nó cũng cũng ra tiền đó đó là cái cái mà cái quan trọng mà mà người ta muốn cho con người ta tham gia chứ không phải vì dài đồng bạc lẻ ông đừng có xúc phạm tụi tôi như vậy tôi ngồi tôi viết tôi bóc hết tâm gan tôi móc ruột ra tôi nói xong hồi ông lên ông nói là À, ông hiểu được cái sự tâm huyết của mình trong công việc như thế nào nhưng mà cũng thông cảm cho ổng bởi vì ông chỉ muốn chắc chắn một điều như vậy này kia xong cái từ đó tôi mới nghĩ ra một cái cái hướng là phải làm sao để cho nó có một cái sự bảo vợ, bảo đảm chặt chẽ tại vì khi mà hai bên nghi ngờ mà không có cái gì để chứng minh thì cũng rất là khó tại vì ban ban đầu thì hơn cái là nhà mình có camera trích xuất thì nó có hình ảnh chứ ban đầu mình cũng không hề có ý định chụp hình quay phim gì hết đó xong cái chính vì những cái sự nghi ngờ như vậy và để mà đảm bảo chắc chắn cho nên mình mới phát sinh thêm công việc cho mình thay vì chỉ cần đến đọc nói thì nó giảm bớt được thời gian giảm bớt được công việc bây giờ tự mình lại phải muốn cái đảm bảo quyền lợi của mình đảm bảo quyền lợi cho người làm mình phải nghĩ ra thêm một vài những cái bước nữa thì cái người làm nó tăng thêm cái cái thời gian làm lên nhưng mà mình phải chấp nhận chuyện đó thế là mình sau này mình mới phát sinh thêm cái vấn đề là yêu cầu chụp hình cái người đọc và có điều kiện tốt nhất là quay phim ghi âm nó nói vô luôn thì càng thuyết phục lúc này tôi mới đánh rộng ra xong qua đến thứ thứ bảy ông vẫn chưa trả lời cái ông ông vẫn chưa có thanh toán cái ngày thứ sáu xong cái tôi mới chụp thêm cái màn hình máy tính có cái phần mềm đó và cái micro đó và tại cái ngôi nhà đó Tôi gửi qua lúc đó không biết tin Chính lúc đầu thì chứng Thực ra chỉ là hình người nhìn nhiều thôi Tại vì cái máy tính tôi để ở trong góc Thì khi mà camera nó chiếu xuống Nó không thấy được cái máy tính Nó chỉ thấy được có một phần cái của cái micro thôi Micro thu âm Cái, cái mút đỏ đỏ nó chỉ thấy được có chút xíu đó thôi Còn nếu mà người ta nhìn vô Thì người ta không biết là nhà nào, ở đâu, làm gì Người ta cũng đâu có biểu, đâu 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 có gì để chứng minh được là Làm trong cái công việc đó thế là hôm sau tôi lại phải nghĩ ra một cái bức hình nữa để chụp cho chứng minh rằng đây cái nhà này hôm qua ông đã coi có đông người và hôm nay cái máy tính nó nằm ở góc này và cái màn hình nó đây lúc đó ông mới chịu lên tiếng lúc đó ông mới chịu lên tiếng ông mới thừa nhận rằng là cái hình ảnh hôm qua chính là để làm cho công việc này đó bởi vì nó có cái phần mềm chứng minh xong bắt đầu từ đó tôi mới nghĩ ra tôi nói là chụp hình là cần phải kèm theo cái phần mềm chứ bây giờ chụp hình một người thì trên mạng thiếu gì muốn lấy ai cũng được nhưng mà để kèm theo có cái hình ảnh phần mềm đó thì không phải ai cũng có chỉ có làm trong công việc đó mới có mà thôi đó là cái yêu cầu của tôi cứ khi mà làm tới đâu tôi nghĩ ra tới những cái để mà ràng buộc tới đó thì trước tiên á là, là chụp ở đây là thứ nhất để bản thân tôi tự kiểm tra trước là tại vì tôi làm việc với các bạn từ xa tôi đâu biết các bạn là ai mà sau khi làm xong á thì các bạn làm xong không biết các bạn làm kiểu gì thì up lên rồi tôi cũng không thể kiểm tra được công việc đó và chỉ có tới khi ổng kiểm tra thôi mà đâu phải ông đâu phải ông kiểm tra liền bây giờ trước mắt thì ông đếm con số thì ông nhìn sơ sơ kiểm tra sơ bộ thì ông thấy như hoàn chỉnh nhưng sau này móc ruột móc gan ra bên trong ai biết các bạn đọc cái gì đọc có đúng hay không thì cái điều đó rất là khó rồi sau này cái nó không đạt yêu cầu thì tôi đã trả tiền hết cho mọi người rồi và bây giờ cái chuyện gánh là tôi gánh cho nên tôi cần phải yêu cầu có những cái ràng buộc như vậy để nâng cao trách nhiệm của người làm thì tôi cũng một phần thứ nhất là tôi cũng kiểm tra cái thứ hai đó là tôi để đó làm vũ khí khi mà giữa tôi với ổng có những cái nghi vấn tranh chấp nào thì tôi sẽ chứng minh cho ổng thấy đây là nguồn tư liệu trong quá trình tôi làm và đã thu thập được chứ thực ra ổng không yêu cầu chuyện đó nhưng mà cái đó là chính mình nghĩ là mình sẽ phải cần để đối chất nếu có xung đột xảy ra thế là qua đến thứ bảy tới hết chưa thứ bảy luôn ổng vẫn chưa thanh toán cái tiền của bữa thứ sáu xong rồi bữa đó con con nhỏ em nó ở trên trường tôi mới nói là à, kêu mấy đứa vô ngồi học sinh ngồi mấy đứa mà đang đăng ký đọc á nó cũng ngồi đó nó chờ cái tôi kêu là chụp à, nguyên cái đám nó lên đây đưa hình qua đây kèm theo cái màn hình nữa để tôi nói chuyện với không xong rồi tôi mới nói là đây nè sáng ngày hôm nay nè có rất nhiều học sinh đang chờ để đọc mà mà tôi nói với mấy bé là à, thôi các con ráng chờ qua thứ hai đi Tại vì công việc của chú mà chú không gấp tại sao mình phải gấp? Mình cứ uh, uh, xả hơi tiếp hai hai ngày cuối tuần này đi rồi qua thứ hai mình làm việc. Chứ chú không gấp mà tại sao mình phải gấp? Chú chưa thanh toán cái tiền thứ sáu cho nên là chúng ta không thể làm tiếp thứ bảy chủ nhật dồn vô thì cái số tiền nó đổ rất là cao mà nếu mà không thanh toán được thì ta sẽ bị tổn thất. Thành ra các con cứ chờ đến khi nào chú thanh toán cái tiền bữa thứ sáu đi rồi lúc đó mình sẽ tiếp tục mình làm ha. Các tôi chụp cái hình tôi qua tôi nói như vậy đó ổng thấy hình ổng khoái rồi ổng cười ha 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 ông bảo không phải công việc đang góp và rất là quan trọng cần phải làm này kia cái mình mới nói là ông đã làm bỏ lỡ hết nửa ngày rồi đáng lý ra nửa ngày hôm nay là chúng tôi đã thu được khá nhiều nhưng mà vì chờ đợi cái sự xác minh lại công việc của ngày hôm trước ông chưa thanh toán cho nên là chúng tôi phải bỏ phí thời gian hết một nửa ngày rồi đó thế là ông đùng đùng ông đi lên ông lúc đầu ông nói là ổng không có ở công ty cho nên không thể thanh toán mà cái tiền này có thể là đến thứ hai ông mới trả thì ông nói mình cứ làm đi mình nói không phải thanh toán ngày thứ sáu đi rồi tôi mới làm tiếp uh, thứ bảy tôi có thể tôi làm gối đầu thứ bảy chủ nhật để thứ hai được chứ thứ sáu là phải thanh toán thế xong cái ông mới phải ông nói là tôi phải đi chạy đi mượn laptop để mà uh, thanh toán cái số tiền đó và ông nghĩ là sau này ông sẽ phải kiếm cái laptop ở đây vậy đó xong rồi tôi nói ừ trả tiền xong xong sau khi ông trả tiền xong rồi tôi kêu phát động mọi người là làm luôn tức là cũng cũng có thử tin cậy được xem là bắt đầu tôi phát động làm luôn thứ bảy chủ nhật hai ngày quốc quốc tới tấp thì hai ngày đó thực ra học sinh nó nghỉ ở quê thì học sinh nó nghỉ thì thường thường mấy cổ có những cái tụ điểm mà dạy thêm á và đi tới mấy cái độ điểm đó thôi là quốc cũng cũng phờ trong hai ngày đó rồi sau đó qua cái thứ hai thứ ba ổng mới nói là hệ thống nó chỉ còn khoảng hai ngày nữa là nó đóng rồi cho nên tranh thủ trong thời gian này làm càng nhiều thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền còn làm ít thì tới đó nó đóng là coi như mình không làm được nữa thế là tôi phát động về quê tôi phát động phong trào mấy cô ở trên quê tham gia tham gia vô làm quất uh, liên tục luôn rồi uh, mấy người uh, bận dạy á thì uh, đổi lịch cho nhau <laughs> nhờ người khác dạy để tranh thủ Đấy, uh, cũng cũng làm được lúc đầu học sinh nó sợ nó đâu dám tại vì mấy chị thì làm trong ban giám hiệu thì thông thường mà nói học sinh nào thích đi vô phòng ban giám hiệu hiệu trưởng hiệu phó ai dám đi ra đi vô trong đó mà khi mà đã đi ra đi đi vô trong đó là thường là phải phạm tội đó. lúc đầu thì nó sợ nó đâu dám vô cuối cùng nói rồi từ từ nó hiểu một hai đứa ba đứa đọc đọc được rồi nó thấy đọc xong cũng có tiền này kia rồi nó ra nó nói với bạn bè này kia Rồi bắt đầu mấy đứa kia thì biết rồi thì bắt đầu bắt đầu mới dễ hợp tác lúc đó là làm nó mới sung có nhiều lúc đầu thì một số giáo viên cũng chưa biết thấy học sinh của lớp mình ấy, bị kêu vô phòng của ban giám hiệu rồi đi ra đi ra xong rồi gặp học sinh ở đó đứng chất vấn em hỏi là em phạm tội gì mà bị ban giám hiệu kêu vô phòng cười, cười. chất vấn học sinh kia còn bị la oan tội nghiệp <laughs> xong mấy đứa nó nói là không tại cô kêu nhờ đọc dụng cái gì cho cô đó xong rồi từ từ giáo viên trong trường cũng có người này người kia rồi từ từ biết xong xong rồi họ cũng muốn uh, gia nhập nhóm nên là cái số lượng ngày ngày nó càng tăng lên. Đó. quốc hai ngày liên tục cái hai cái ngày mà ông dự báo là là sẽ bị đóng cửa đó. Nên là quốc tới tấp luôn nên là ngày đó uh, coi như để vượt chỉ tiêu. Ông yêu cầu uh, số lượng 300 thôi nhưng mà mình quốc lên gần 400. Coi như vượt chỉ tiêu là nhờ mình đánh nhanh rút gọn á thì mình sẽ được nhiều thêm nhiều thêm tiền. Đó, sau khi đang đánh ngon trớn thì dự hệ thống nó đó đóng làm ai cũng chưng hửng và rất là tiếc núi và cảm thấy rằng sao mà nó nó mất nhanh quá phải chi thêm một hai ngày nữa thì họ sẽ sẽ, sẽ kiếm được nhiều hơn vậy đó vì hệ thống nó đóng bất chợt cho nên làm ai cũng có cái cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc và thấy nó uổng đó là vừa kết thúc cái dự án đó xong thì mọi người vẫn còn đang lân lân rồi thì đi đâu cũng nghe kể về cái công việc đó rồi học trò thì ra đường thì ok google hay google là nhìn vô là biết cái lò nó ra rồi đó <laughs> à, Sau khi làm xong cái dự án trẻ con xong Ông thấy mình điều hành này kia khoái quá Ông khen, ông kêu mình là một người quản lý giỏi à, Rồi có tố chất quản lý gì gì đó. Rồi à, kêu là có biết ai ở bên uh, Nhật Hoặc là bên Trung Quốc Mà có cái mối quan hệ có thể làm được như mình như vậy nè Để ông, ông, ông muốn mình tham gia luôn Nếu như mà mình tham gia được tiếp cho những cái ngôn ngữ khác thì điều đó rất là tiện tiện lợi tại vì mình đã biết cách làm như thế nào nói xong cái mình nói không mấy nước ngoài thì mình đâu có biết ở việt nam thì mình có thể bao thầu thôi chứ còn ở nước ngoài sao tiếp cận được con người ta mà ngay cả ở việt nam đối với người bình thường cũng khó rất khó là tiếp cận thứ nhất là tại vì mình có lợi thế là đa số người nhà của mình là làm giáo viên trong những cái trường đó thì họ họ đứng ra họ nói thì rất là dễ còn giờ chẳng hạn như mình không có bà con dòng họ gì làm giáo viên đi mình có gặp mình nói cũng chả ai tin người ta nó cũng nghĩ tự nhiên đi đọc bắt cái tàu lao đó làm gì cái chuyện nó nó rất là 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 khó khó tin bởi vì họ chưa từng từng gặp bao giờ cũng rất là khó thuyết phục nên là cái không phải là không phải người Việt Nam nào cũng có thể mà mà làm được cái cái dự án này giống tôi nhờ lợi thế của tôi là tôi có đâu gần chục người làm bên ngành giáo rồi đó là cái cái điểm mạnh mà tôi thành công trong cái dự án này là nhờ cái điểm đó chứ không phải là nhờ là người việt kể cả người việt mà không có bà con dòng họ làm trong trường học thì làm sao mà tiếp cận được học viên trường nào cho tiếp nó sau khi làm xong cái đó xong ông khoái rồi thế là ông ông những ngày sau thì cứ tự động không ai đòi tiền nữa bây giờ mình bị ghiền làm việc thì cứ làm thôi nhiều khi ông lên lúc mới ngày đầu còn lên canh canh có ông lên chưa ông trả tiền chưa mấy ngày sau không cần luôn cứ âm thầm làm thôi làm xong ổng tự động lên ổng thấy cũng trả tiền vậy đó à, theo đi đi vô quần hệ thống rồi cứ đang làm tự nhiên đi bùm qua cái tiền vô à, cảm giác rất là sướng à, kết thúc cái dự án đó xong rồi ổng mới có thêm một cái dự án cho người lớn à, thì cái dự án người lớn thì kinh phí nó lại bị giảm đi một nửa ổng nói là do người lớn thứ nhất là không có khó tiếp cận người lớn người lớn nhiều dễ đọc đọc nhanh à, ông ừ, ông 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 nói cái lý do đó và lý do như vậy mà cho nên kinh phí nó không thể bằng cái kinh phí trẻ con nhưng mình với mình thì mình lại thấy rằng à, làm cái dự án người lớn nó lại khó hơn dự án trẻ con rất rất nhiều à, mình tiếp cận trẻ con là học trò thứ nhất là cái đội ngũ học trò nó rất là đông nó tụ họp ngay tại chỗ không phải đi tìm à, làm xong đứa này đứa khác chạy vô liền thì nó rất là nhanh cái thứ hai là học trò cho nó đọc là một cách để nó rèn luyện thêm cách đọc. Cái nữa là nó cho thêm tí quà ăn bánh thì nó cũng sẽ rất là vui. Đó. Còn nếu mà đối với người lớn á, cái, cái tiền đó, cái kinh phí đó đã bị cắt giảm nữa mà lại giảm hơn cái, cái kinh phí của học trò thì giờ cho người lớn bằng cái kinh phí của học trò liệu người lớn có thích không? Là một cái thứ hai đó. Người lớn thì họ có nhiều người cẩn thận quá. Đâm ra có những, những những cái mà họ họ thắc mắc mà mình phải tốn thêm thời gian phải trả lời cái thứ hai nữa là có những cái họ nghi ngờ họ cho rằng đọc cái này có bị công an bắt hay không có bị kết vào tội phản động hay không Ôi trời ơi bản thân mình thì ban đầu mình cũng chỉ hiểu đó là một cái app gì đó thôi chứ mình cũng chưa có có nắm rõ cụ thể nó là làm cái gì đơn giản là mình đọc mình thấy nó chả có hại gì thứ nhất là những cái từ ngữ vô nghĩa ngẫu nhiên nhảy trên màn hình thì nó chả có xúc phạm gì tới ai nó chẳng có mang tính chất gì nguy hại đọc thì đọc chơi vậy thôi thay vì ngồi bấm game chơi facebook thì bỏ ra 15 phút trải nghiệm chơi cho vui có cảm giác có thêm tiền cũng vui Mày nghĩ vậy thôi nhưng mà nhiều người thì họ họ lại sợ nhất là mấy người nhà quê họ không có am hiểu tự nhiên họ thấy uh, bị chụp hình rồi bắt uh, thu âm uh, họ sợ bị kết tội phản động bị công an bắt uh họ sợ là dùng cái đó của họ để sau này kết tội này cái gì gì đó họ tưởng tượng xa lắm trời ơi đi tác nghiệp với cái dự án cho người lớn mới cảm thấy rằng dân của mình cái có cái suy nghĩ mình có thể nói một câu đơn giản là người Việt Nam ngoài sợ ra không biết làm gì ngoài sợ hết sợ cái gì trừ khi anh làm gì sai trái anh hẳn sợ còn ngay cả khi mình không làm gì sai mà mình cũng sợ thì cuộc đời còn cái gì là 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 thú vị nữa sống thì phải có cái cái nhận thức để mà hiểu đâu có cần phải cao siêu chỉ cần một người bình thường thôi không biết chữ cũng hiểu được cái đạo lý này. mình không làm gì sai thì mắc gì mình phải sợ đó rồi cái có nhiều người thấy chụp hình thì, thì lại bảo là sợ đem ghép hình Tôi nói xin lỗi nha muốn được ghép hình đâu có phải dễ anh muốn được ghép hình anh phải là người có tiếng nói anh là phải là người có trọng lượng anh phải là người có có sự nổi tiếng thì cái hình của anh người ta mới cần ghép còn một người nông dân tiểu tốt nằm trong hốc bồ tỏ rừng chẳng ai biết mặt là ai ghép làm cái gì ghép với ai tại sao họ phải phí công ngồi ghép bộ ghép một tấm hình dễ lắm chắc cũng phải đầu tư chất xám cũng phải này phải kia thì cái mục đích họ muốn sau khi ghép để làm gì thì họ phải có mục đích đạt được thì họ mới bỏ cái thời gian để họ ghép tôi đang cầu cho người ta ghép tôi thì mà có ai ghép tôi đâu <laughs> à, còn thứ nhất là họ kêu mình chụp hình thì mình phải xem cái hình đó nó có gì nguy hại không Trừ khi người ta kêu mình chụp hình sexy quả thân hay gì thì mình mới sợ là người ta lấy hình của mình bậy bạ ta tung lên mạng này kia làm ô uế con mình mặc đồ bình thường mình mình là người bình thường mình không có làm gì chứ thì có cái gì đâu mà phải sợ cái thứ hai là muốn ghép hình lên là phải những người nổi tiếng hoặc là những người có nổi tiếng xong rồi họ muốn muốn nói xấu bôi nhọ những cái người đó thì con mình mình có ai biết mình là ai đâu không có ai rảnh mà đi bỏ thời gian ra ngồi để mà ghép một cái người mà không ai biết đến cả nên là lo sợ những cái điều mà, mà thấy dân mình cái trình độ nhận thức nó cũng rất là còn kém á chưa chưa có văn minh lắm đâu thấy còn lo sợ những cái cái điều mà không đáng để sợ thì đôi khi đó không phải là điều hay mình cứ làm gì đúng mà mình cảm thấy người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm thì mình cứ làm cho nên không có việc gì phải sợ cả thì sau khi đánh xong hai cái dự án thu âm cho trẻ em và người lớn rút kết lại một câu là làm cho trẻ em dễ thương hơn, <laughs> làm cho người lớn phải cái người mà người ta hiểu biết thì còn đỡ, làm những người mà không hiểu biết trời mệt lắm, mà trong khi những người mà tiếp cận với họ là chắc chắn không phải là người lạ hoàn toàn là thường dường ở trong cái khu vực đó trong cái xóm đó cũng biết cái cô đó là ai con nhà ai làm cái gì, gì chứ đâu phải là người ất ơ ở đâu bay xuống ừ, tiếp cận đâu mà sợ mới hãi thì sau khi làm xong hai cái dự án này với ông khách hàng này thì à, tương lai nếu mà ông còn nữa thì chắc chắn mình sẽ còn cơ hội được tiếp tục thầu à, khi mặc dù khi mà làm cái dự án này thì nó rất là tất bật mình phải ngồi mình tiếp một lúc mà mười mấy người uh, gửi tin nhắn qua Facebook á để mà lấy mã số rồi cập nhật thông tin nói chung là mình mình không còn tâm trạng nào để mình làm bất cứ cái gì khác ngay cả việc ăn luôn cũng không có thời gian để ăn nữa cho nên thời điểm mà làm cái dự án này mà uh, có dự án khác thì cũng không còn hứng thú để mà làm tại vì nó, 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 nó phân tâm hết là nó không có còn thời gian nữa làm thì từ mờ sáng đến nửa đêm rồi làm gì còn thời gian làm những cái khác mà đang làm cái này mà nhảy qua làm cái khác mà nó bị ngắt quãng vậy cũng không có tập trung được thành thử lúc mà đang ôm cái dự án này thì cũng chỉ giá trời đừng ai kiếm kiếm cũng khổ lắm mà <laughs> nhưng mà tôi lại cảm thấy rằng tôi có cái sở trường làm về cái dự án này bởi vì nó cần độ chính xác nhanh nhạy gọn gàng nhanh chóng đó nhưng mà cũng chỉ nên kéo dài trong một tuần thôi làm trong một tuần thôi thì nó vừa thấm mệt mà nó vừa đã mà thấy nó vui chứ mà kéo dài nguyên tháng chắc xỉu à <laughs> bởi vì biết sao lúc mà ngồi mình tiếp 15 người á người ta cùng lên một lúc là mình quếu mình quếu luôn mình không biết làm gì cho ai trước á còn khi mà người ta nghĩ người ta đâu báo mình đâu người ta có người thì người ta làm có người cái ta ngưng ngưng cái mình canh mình thấy khoảng hơn tiếng hai tiếng không thấy đã động gì là mình mới quay qua mình hỏi còn không để mình biết để mình không có phải ngóng cái người này nữa hoặc là mình tự mình cân đối là hiện nay mình đang đang phải tiếp ba bốn người gì đó thì mình cũng có thể sắp xếp công việc của mình mình cấp xong rồi mình có thể chạy ra chạy vô mình làm này làm kia nhiều khi đi toilet cũng không chứ không có không, không dám đi nữa mới nhóc mông lên bước được hai bước là ng nghe, nghe tin nhắn cái tin phải quay lại đó thành ra nhiều khi mình mình biết để mình nắm được cái con số người đang đang trực chiến với mình là ai để mình tự mình mình kiểm soát được cái công việc của mình Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ là 15 người làm sao đó, Thành ra nhiều người mới đầu làm cũng chưa có vô cái quần của tôi à, Cho nên làm cũng à, theo quán tính tự do của họ Cho nên họ không có, có, có nghĩ là, là cái việc họ ngưng họ nghĩ Họ phải báo để dễ cho mình dễ kiểm soát cái công việc của mình Thời gian đầu còn phải hét ra lửa đó Tại vì đâu ai vô cái quần được Phải làm một thời gian rồi bắt đầu mới vô cái quần máy chạy Cứ thế là chạy thôi thì cái dự án trẻ em đang làm mặc dù biết cái thời gian nó sẽ hết mà cũng đã bị chưng hửng khi mà hệ thống nó đóng qua cái dự án người lớn này thì cái cái số lượng người dự kiến là sẽ làm tăng lên khoảng 500 500 giọng đọc nhưng mà do dính vào ngay cái thời điểm cận tết như thành ra ai cũng tính chần chờ để 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 qua mùng làm cho nó thoải mái À, trước tết thì đa số nhà quê thì nhà nào cũng bận á. chỉ có dân sài gòn á, thì tết mới là rảnh thôi còn nhà quê thì trước tết thì đừng có nói đến chuyện rảnh ở đây đủ thứ chuyện hết đó. thành ra cũng cũng không khó để mà tiếp cận người người lớn để mà mà giúp đọc nên ai cũng chần chờ để dành tôi còn dự định là về quê phát động toàn trong xóm đến nhà tôi thu mà đâu có biết là nó nó đóng sớm vậy đâu mà kỳ này ổng không có báo thì mới quất được có gần 300 mà cho nên là nghĩ là còn khoảng nửa nữa thành ra là cũng định bụng để thư thư qua mùng đó, mọi người quánh tới tấp là hết ai về đâu mới ngày 28 hệ thống nó đó đóng thế là không còn cơ hội để mà nhập thêm hay là bỏ lỡ mất đâu khoảng hai trăm mấy coi như là dự án đó bị ruột mất khoảng hai ngàn đô do mình cứ nghĩ là nó đủ số lượng nó mới thôi thì mình đâu có biết là nó tính theo cái thời gian hệ thống nó chạy ví dụ như trong cái thời gian đó người ta cho chạy thì mình mình phải nạp trong thời gian đó thì mình có thể mình nạp hơn số lượng họ yêu cầu còn nếu mà ngoài thời gian nó ra mà mình chưa nạp được cái nào nó cũng đóng nữa đó là cái kinh nghiệm khi mà mai mốt thầu được những cái job như thế này phải quánh tới tấp ngay từ ngày đầu tiên <laughs> à, tại vì ai cũng nghĩ là để dành qua mùng làm cho nó thoải mái được nhiều bà con gặp nhau tụ họp này kia nó nghĩ vậy đó thì cuối cùng cũng bị chân hẳn, tuy là làm cái dự án người lớn nó cũng rất là vất vả hơn, nhưng mà nói gì nói nó cũng bị chân hẳn, hụt hẳn và cũng để ruột mất khoảng 2.000 đô trong cái dự án người lớn. Nếu mà làm xuyên suốt thì cũng được khoảng hơn 4.000, à, thì cũng ngon chứ bộ, nhưng mà do chưa có kinh nghiệm mà trong cái lĩnh vực này nhiều giờ thì biết rồi mai mốt mà có dự án như vậy là phải quất tới tấp ngay ngày đầu tiên luôn chứ không có được để chần chờ phút giây nào hết á <laughs> thì với cái khách hàng này thì tôi cũng có cảm giác như là trong hồi xưa mình hay xem phim hàn quốc á mỗi lần mà mấy thằng gặp nhau nó hay đập nhau một thời gian trước khi làm bạn phải đập nhau một tăng <laughs> thì trường hợp của tôi hồi đầu cũng hai bên cũng tranh cãi mâu thuẫn với nhau gì đó về sau này thì hiểu được mình tâm huyết với công việc như thế nào rồi bên khách hàng là người uy tín ra sao tạo được cái mối tin cậy trong cái công việc sau này hy vọng sẽ có được nhiều cơ hội gắn kết hơn với vị khách hàng này có thể nói đây là một vị khách hàng đặc biệt nhất mà tôi được gặp trong cái cuộc đời làm freelancer của tôi <laughs> rồi vậy nha xin chào